Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng vẫn lặn mất tăm, không thấy sủi tăm hơi đâu cả. Trong lúc đẩy tất cả trách nhiệm cho CLMV Nguyễn Xuân Phúc giải quyết tất cả những tình hình nội địa, chính trị cũng như tất cả mọi thứ liên quan tới chị Vi trong thời gian này đã lan tỏa trong khắp Bộ Chính trị cũng như Phủ Thủ tướng của CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng như thành phố Hà Nội nói riêng và toàn bộ đất nước Việt Nam nói chung, thì tình trạng đang rối bời bởi vì chị Vi đừng anh vẫn quyết định bật vô âm tín và không thèm sủi tăm trong lúc này, lúc cấp thiết nhất của một người đứng đầu của Đảng cũng như của nhà nước. Bởi vì một mình ông một đít ngồi hai ghế, ghế Tổng Bí thư là người đứng đầu cao nhất của một đảng và ghế Chủ tịch nước, một người đứng đầu cao nhất của một nước. Vì vậy, ông vừa là chính khách, ông vừa là một đảng trưởng, nhưng ông lại lặn mất tăm trong lúc mọi chuyện cần phải đến tay ông giải quyết trong lúc này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, phác thảo chân dung tâm lý một nhà lý luận cao cấp, Viện Tâm lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn từng làm chủ tịch rất hay sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích chân dung tâm lý, đó là phương pháp định tính bổ sung cho phương pháp định lượng đo đạc đặc điểm tâm lý của nhóm khách thể mà chân dung này là một đại diện tiêu biểu, cũng có thể gọi là nghiên cứu trường hợp điển hình. Nhân chuyện giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, người thứ 21 dương tính với chị Vi, dư luận xôn xao và có nhiều đồn thổi. Tôi thử vận dụng phương pháp của Viện Tâm lý học phác thảo chân dung tâm lý một nhà lý luận cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam xem sao. Thứ nhất, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn sinh năm 1959 tại Bắc Ninh, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp thành phố Hà Nội, chuyên ngành kinh tế chính trị năm 1983. Sau một thời gian làm cán bộ nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Năm 1990, ông sang Nga làm luận án tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga và có bằng tiến sĩ kinh tế năm 1993. Giai đoạn 1990 đến năm 1993 là lúc Liên Xô rối loạn và tan rã, vậy mà ông vẫn nghiên cứu bảo vệ được luận án tiến sĩ. Như vậy chứng tỏ ông là người rất khôn khéo để đạt được mục đích của mình trong hoàn cảnh đất nước Liên Xô hỗn loạn. Thứ hai, về nước, ông thăng tiến rất nhanh. Năm 2010, ông được phong thẳng lên giáo sư, không qua phó giáo sư. Đây là trường hợp hiếm có nhất là đối với người nghiên cứu khoa học xã hội, chứng tỏ ông có biệt tài. Thứ ba, sau đó ông là Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, rồi năm 2016, ông là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông cũng là thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc và là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chứng tỏ ông là loại trí thức được Đảng Cộng sản đánh giá rất cao, tin tưởng và trọng dụng. Thứ tư, ông làm luận án tiến sĩ ở Liên Xô thời kinh tế xã hội chủ nghĩa theo mô hình nhà nước chỉ huy kế hoạch hóa tập trung bao cấp. Thứ lý luận mà chính Liên Xô đã vứt bỏ, nhưng ông lại đem lý luận đó về nhà, đổi mới và chuyên đi tham quan học kinh nghiệm của các nước tư bản rồi vận dụng thành lý luận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, chứng tỏ ông chế biến lý luận rất tài tình. Thứ năm, ông là nhà khoa học xã hội, thời gian ngồi đọc nghiên cứu tài liệu và đi điền dã là chính. Nhưng từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3, ông có đến 4 cuộc họp, 2 cuộc liên hoan ăn uống, nghe ca nhạc và một buổi đi đánh gôn, chứng tỏ ông rất ham những hoạt động ngoài khoa học. Thứ sáu, ông là nhà lý luận của Đảng Cộng sản, đại diện cho giai cấp búa liềm, nhưng ông rất quan tâm đi thực tế ở các nước tư bản, chứ ông chưa đến Tiên Lãng, Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng và Vũ La quê tôi. Và nhất là Đồng Tâm, gặp những dân oan mất đất, bị đánh đập tù đầy, hay gặp những công nhân ngộ độc thức ăn, biểu tình, mất việc làm. Vậy thì hẳn ông chẳng động lòng trắc ẩn đến giai cấp công nông, mà lý luận của ông hẳn làm sao có lợi cho các nhà tư bản đầu tư vào Việt Nam và bảo vệ các nhóm lợi ích ngày càng giàu có trong Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nói cách khác, ông là nhà lý luận bảo vệ thể chế hiện hành thuộc loại còn đảng, còn mình và còn đảng thì còn tiền. Thứ bảy, ông nhân danh là nhà lý luận của Đảng Cộng sản, đại diện cho giai cấp vô sản luôn hô hào, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng ăn chơi của ông thì hơn cả tỷ phú tư sản, vì ông ăn ở phải ở khách sạn 5 sao, tiền vé chơi golf 3 tỷ một năm, đi máy bay hạng thương gia nên mới ngồi bên nữ đại gia mang virus Vũ Hán thứ 17. Vậy ra ông nhân danh Cộng sản nhưng lối sống thì theo tư bản chủ nghĩa. Thứ 8, tiền lương của ông ngang với thủ tướng, cũng chừng 20 triệu một tháng. Vậy tiền đâu ông xài sang như vậy? Lại nghe nói nhà cửa, tài sản của ông cũng khá rủng rỉnh. Vậy chắc chắn cũng được hưởng lợi từ các nhóm lợi ích bởi lý luận của ông giúp bảo vệ đem lại những món lợi nhuận khủng khiếp như vậy. Ngay ở Hà Nội, ông cũng có 3 căn nhà liền kề. Đó là ở Trúc Bạch, một khu biệt lập mang tính chất VIP cho các quan chức cộng sản. Thứ 9, từ phát thảo chấm phá vài nét chân dung tâm lý của một nhà lý luận cấp cao của Đảng Cộng sản, cũng có thể suy ra đặc điểm chung của các thành viên khác của nhóm. Chắc cũng tương tự như vậy, họ không phải là trí thức theo nghĩa vốn có, mà là các nhà lý luận của giai cấp mới thuộc về chế độ độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam. Thứ 10, hiểu biết của tôi về giáo sư tiến sĩ Thuấn rất hạn hẹp. Mong các bạn biết rõ về giáo sư, bổ sung những mặt ưu điểm của nhà lý luận cao cấp của Đảng ta cho hoàn chỉnh hơn, để bà con mình có nhận thức đầy đủ và toàn diện. Bệnh nhân trị vi thứ 19, 32 có liên quan đến trị vi thứ 17. Liên quan tới em Nhung Rickit, ca nhiễm trị vi thứ 3, thứ 32 là Tiên Nguyễn, 24 tuổi, con gái của Jonathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Theo đó, tối ngày 27 tháng 2, em Tiên đã đi quẩy cùng với em Nguyễn Hồng Nhung và một nhóm bạn. Ngày 2 tháng 3 thì khởi phát bệnh và các triệu chứng ho khan, không sốt và đi khám tại bệnh viện London, được cho điều trị ngoại trú. Ngày 7 tháng 3 khi nghe tin em Nhung bị nhiễm nên đã đi khám lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc bệnh viện ở London, yêu cầu cách ly tại nhà, không thực hiện xét nghiệm. Tiên Nguyễn gây ồn ào cộng đồng mạng hôm trước khi viết trên Instagram cho biết ba thu xếp một chuyên cơ riêng đưa từ Anh về Việt Nam. Tiên Nguyễn xuống sân bay Tân Sơn Nhất 20h15 phút ngày 9 tháng 3 và ngay sau đó được cách ly và đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm tại đây đã khẳng định Tiên Nguyễn dương tính với SARS-CoV-2. Trong đêm ngày 9 tháng 3, bệnh nhân 32 này sốt, ho nhiều, đau tức ngực, chụp X-quang phổi có tổn thương dạng thâm nhiễm, mô kẻ lan tỏa khắp hai phế trường, v.v. Chiều ngày 10 tháng 3, Bộ Y tế thông tin về ca dương tính thứ 33 tại Việt Nam là một người đàn ông, người Anh, 58 tuổi. Đây cũng là một hành khách trên chuyến bay VN0054 cùng với em Nhung Rickit. Một phụ nữ Việt Nam 51 tuổi cũng được xác nhận là ca thứ 34. Bà bay từ Việt Nam sang New York, Mỹ, quá cảnh tại Incheon, Hàn Quốc. Đến ngày 29 tháng 2, bay từ Washington, Mỹ về Việt Nam quá cảnh tại Qatar. Và sáng ngày 2 tháng 3 về Tân Sơn Nhất. Sáng ngày 9 tháng 3 nhập viện tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây. Tiên Nguyễn cũng là một trong nhiều fashionista như Châu Bùi, Khánh Linh, ông bầu Vũ Khắc Tiệp, người mẫu Kha Vũ từ Việt Nam tham dự tuần lễ thời trang Milan 18 đến 24 tháng 2 và Paris từ 24 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Trưa ngày 10 tháng 3, Bộ Y tế xác nhận N, nữ bệnh nhân 24 tuổi từ Anh về Việt Nam trên máy bay thuê riêng, dương tính với trị vi, hiện đang điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ca bệnh thứ 32 của Việt Nam cho đến nay. Bệnh nhân thứ 32 này là người Việt Nam ở sinh sống ở London, Anh. Trước đó thì Tiên Nguyễn có dự lễ thời trang Milan tối ngày 27 tháng 2. Tiên Nguyễn gặp mặt cùng dự tiệc đi chơi với chị Vi thứ 17 là Nguyễn Hồng Nhung và một nhóm người bạn tại Anh. Tin Nguyễn khởi phát ho vào ngày 2 tháng 3 tại London. Không sốt, Tin Nguyễn đến bệnh viện London để khám và được cho thuốc
về điều trị. Ngày 7 tháng 3, sau khi biết tin Nguyễn Hồng Nhung là chị Vi thứ 17 tại Việt Nam mắc chị Vi, nên tin Nguyễn đã đến bệnh viện để khám và được cho thêm thuốc về nhà, nhưng triệu chứng ho khan thì không giảm, nhưng không bị sốt. Không an tâm về sức khỏe, tin Nguyễn thuê máy bay riêng số hiệu WGT-2B về Việt Nam và nhập cảnh lúc 8 giờ 15 phút ngày 9 tháng 3, có nhiệt độ 37,5 độ C, ho khan, ngay lập tức được chuyển về bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng, cách ly nghiêm ngặt. X-quang nhập viện phát hiện viêm phổi mô kẽ. Bệnh nhân tiên Nguyễn được chuyển về cách ly tại bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh lúc 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3. Tiên Nguyễn hiện tỉnh, sinh hiệu ổn và ho khan nhiều, họng đỏ nhẹ, không sốt, thở êm và tự thở. Mẫu bệnh phẩm được lấy và chuyển về viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 3, kết quả dương tính với virus chị Na vào lúc 22 giờ 30 cùng ngày 9 tháng 3 năm 2020. Giáo sư Trung Quốc chủ nghĩa Mark Lê sẽ đánh bại được chị Na virus. Theo bài viết đọc xong nghĩ mà thấy nực cười, mang tên niềm tin vào chủ nghĩa Mark, sức mạnh nội tại chiến thắng dịch bệnh viêm phổi chị Vi Corona mới của hai giáo sư người Trung Cộng. Sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mark có thể giúp cho người dân Trung Quốc đánh bại được bệnh quỷ dữ này. Trong cuộc chiến chống lại chị Vi mới, chính quyền Trung Cộng đã triển khai hàng loạt các biện pháp như điều động quân đội, nhân viên y tế, chi viện, dùng máy bay không người lái kiểm soát người dân, phong tỏa nhiều thành phố, hạn chế đi lại, cũng như sử dụng phần mềm để theo dõi sự di chuyển của người dân nước này. Mới đây, cư dân mạng Trung Cộng đã phát hiện ra một vũ khí mới trong cuộc chiến chống lại trị vi của Đảng Cộng sản Trung Cộng, đó là virus Mark Lenin. Trong ấn bản Triết học và Khoa học Xã hội, tạp chí Đại học Nam Ninh ngày 26 tháng 2 đã đăng tải một bài viết học thuật có tên Niềm tin vào chủ nghĩa Mark, sức mạnh nội tại chiến thắng được dịch bệnh viêm phổi virus corona mới của hai tác giả là Liu Gangjing và Liu Zhawen thuộc Đại học Trường Xuân, Trung Quốc. Giáo sư Liu Gangjing tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thiên Tân năm 2015 với bằng thạc sĩ luật, hiện đang giảng dạy môn chủ nghĩa Mark Đại Cương và giới thiệu về tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý thuyết của chủ nghĩa xã hội đặc sắc mang tính chất của Trung Hoa. Còn giáo sư Liu Zhawen là trưởng khoa du lịch Đại học Trường Xuân, đồng thời là bí thư chi bộ đảng ở đây. Theo nội dung bài viết, hai tác giả cho rằng bằng cách hợp nhất dưới sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mark, người dân Trung Quốc có thể đánh bại được đại dịch quỷ dữ này. Bài viết sau khi được xuất bản trực tuyến đã bị chế giễu rộng rãi, sau đó nó cũng bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu học thuật của Trung Cộng mà chưa rõ nguyên nhân. Một tác phẩm bậc thầy, một người đã bình luận mỉa mai trên Weibo đề nghị đổi tên virus thành virus chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mới. Tên của nó là virus cộng sản. Khuyến nghị những ai có niềm tin sắt son vào đảng và bị virus nên bị điều tra, còn những ai chết do virus thì phải khai trừ ra khỏi đảng cộng sản Trung Quốc. Nhiều người dùng Internet đã đề nghị đưa hai tác giả này lên tuyến đầu để chiến đấu với dịch Vũ Hán. Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình từ năm 2017 đã đưa tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới vào điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc, trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với sự nghiệp cải cách mở rộng xây dựng hiện đại hóa của Trung Cộng. Tư tưởng này được cho là sự tiếp nối của chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, thuyết ba đại diện như là một phần của loạt tư tưởng lãnh đạo với sự kết hợp chủ nghĩa Marx và áp dụng vào hoàn cảnh của Trung Quốc trong thời kỳ hiện đại. Có hai ca dương tính COVID-19, Quảng Nam đề nghị xem xét công bố dịch với hai ca nhiễm cho kết quả dương tính với COVID-19. Tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch trên địa bàn này. Sáng ngày 11 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có văn bản gửi Bộ Y tế về vấn đề trên. Theo tỉnh này, Viện Pasteur Nha Trang đã thông báo kết quả xét nghiệm đối với hai bệnh nhân đi cùng chuyến bay VN0054 với kết quả dương tính với COVID-19. Hai người này là du khách Anh đến Quảng Nam du lịch, lưu trú tại ngành y tế
cách ly. Sau khi có kết quả xét nghiệm thì đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Kết quả xét nghiệm và trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Y tế, Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo và xem xét công bố dịch trên địa bàn tỉnh theo quy định. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho biết tỉnh đã gửi công văn và hiện đang chờ Bộ Y tế trả lời vấn đề này. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch trị Covid-19 ở tỉnh Quảng Nam, ngành y tế và địa phương tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, cập nhật kết quả xét nghiệm và công khai thông tin một cách sớm nhất. Tiếp tục giám sát theo dõi hướng dẫn các cơ sở lưu trú của các cá nhân của các trường hợp cách ly thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế. Hòa Bình phong tỏa sân gôn, Quảng Ninh sốt ruột tăng cường chống dịch ngay khi có thông tin về hai người nước ngoài mắc dịch Covid-19 lưu trú tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh và khoanh vùng, triển khai hàng loạt biện pháp đối phó. Trong khi đó, Hòa Bình phong tỏa sân gôn Phượng Hoàng. Ngày 10 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hòa Bình ban hành văn bản hỏa tốc về việc cách ly, phong tỏa khu vực sân gôn Phượng Hoàng trên địa bàn xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn để thực hiện công tác phòng chống trị Covid-19. Thời gian thực hiện phong tỏa trong vòng 14 ngày tính từ 18 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2020. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết tính đến 15 giờ ngày 10 tháng 3, Hòa Bình chưa ghi nhận trường hợp trị Covid-19 nào. Tuy nhiên, toàn tỉnh có 34 ca nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm cho thấy 23 trường hợp âm tính, các trường hợp còn lại đang chờ kết quả. Ở một khách sạn ở huyện Mai Châu có 140 người tiếp xúc cùng với khách sạn với hai du khách người Anh đã mắc trị Covid-19. Trong khi đó thì đang được cách ly tại chỗ ở khách sạn Mai Châu Ecolog tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. 6 người tiếp xúc gần với vợ chồng nữ du khách người Anh được cách ly tại trung tâm y tế huyện Lương Sơn. Một trường hợp được cách ly tại nhà và một người Hàn Quốc đang được cách ly tại sân gôn Phượng Hoàng. Sáng 10 tháng 3, Hòa Bình đã lấy mẫu phẩm của 7 người gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong đó có 6 người tiếp xúc gần với hai vợ chồng du khách người Anh tại sân gôn Phượng Hoàng. Đến 17 giờ cùng ngày, Sở Y tế Hòa Bình nhận được kết quả xét nghiệm cả 7 người đều âm tính. Sau khi xuất hiện thông tin về bệnh nhân thứ 31 quốc tịch Anh trên chuyến bay VN0054 và bệnh nhân 33 cùng quốc tịch Anh trước đó lưu trú tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, toàn bộ địa điểm cũng như những người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân này đã được khoanh vùng và tiến hành tiêu độc khử trùng, thực hiện cách ly, làm xét nghiệm. Để đảm bảo công tác phòng ngừa cao nhất, toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 31 có 19 người gồm 16 nhân viên tàu QN5897-1, huấn luyện viên du lịch, 1 hướng dẫn viên du lịch và 2 lái xe đều được tiến hành điều tra dịch tễ theo quy định. Hiện đã tổ chức cách ly tập trung 14 người, lấy 14 mẫu xét nghiệm, kết quả 11 âm tính, 3 mẫu còn lại đang chờ kết quả. Đối với 5 người còn lại, bao gồm 3 nhân viên của tàu QN5897, 1 ở Thái Bình, 1 ở Thanh Hóa và 1 ở Móng Cái, và 2 lái xe, ở 1 ở Hoàng Mai, Hà Nội và 1 ở Long Biên, Hà Nội, đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh gọi điện tư vấn hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh đã chuyển danh sách các trường hợp này cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch trị Covid-19 của địa bàn địa phương nơi có 5 trường hợp này cư trú để đưa vào khu cách ly tập trung của địa phương. Tàu du lịch chở bệnh nhân cũng được thực hiện tiêu độc khử trùng triệt để. Về bệnh nhân thứ 33, ngày 5 tháng 3 đi từ thành phố Hà Nội đến thành phố Hạ Long cùng với hướng dẫn viên và một lái xe, 12 giờ cùng ngày đi thăm Vịnh Hạ Long trên tàu du lịch Quảng Ninh 52228 và ngủ đêm trên tàu, còn hướng dẫn viên và lái xe ngủ đêm tại khách sạn Thành Đông, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Ngày 6 tháng 3, người này cùng với lái xe và hướng dẫn viên rời Hạ Long. Hiện đã xác định có 45 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Đến nay đã thực hiện cách ly tập trung 39 người, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 24 mẫu âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Đối với 4 người còn lại trên tàu QN5228 chưa cách ly tập trung xong, đã thông báo 2 người để yêu cầu thực hiện các quy trình y tế. 2 người còn lại đang tiếp tục liên hệ
Hướng dẫn viên du lịch và lái xe đi cùng do người ngoài địa bàn Quảng Ninh nên đã được gọi điện tư vấn hướng dẫn cách ly tại nhà. Việt Nam vừa triệu tập người tung tin cô gái chị Vi 19 dự khai trường Juleco. Ngoài tung tin cô gái 17 nhiễm chị Vi 19 dự sự kiện khai trường của Juleco, một phụ nữ Hà Nội còn nói bệnh nhân này đã đến quán bar trước khi bị cách ly. Ngày 10 tháng 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa đã triệu tập KPT 36 tuổi để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch trị vi 19. Ngày 7 tháng 3, bà T tung tin nữ bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, người thứ 17 ở Việt Nam mắc trị vi 19, trước khi đã được cách ly, đã dự sự kiện khai trường của Juleco tại Vincom Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa và vui chơi tại một quán bar ở thành phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người đăng tin sai sự thật bị triệu tập đến cơ quan chức năng và xác định thông tin trên là bịa đặt, không chính xác, gây hoang mang cho người dân. Tại cơ quan công an, T cũng đã thừa nhận những thông tin mình đăng là thất thiệt và cam kết không tái phạm. Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm lập hồ sơ xử lý một trường hợp khác cũng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch trị vi 19 ở Việt Nam. Ngày 3 tháng 2, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện để thay thế Nghị định 174. Theo luật mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020, cá nhân có hành vi đưa tin sai sự thật xuyên tạc gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Lần này thì đảng ta giàu to. Dịch trị vi 19 ngày 11 tháng 3, Ý vượt mốc 10.000 ca nhiễm với 631 ca tử vong. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý ngày 10 tháng 3 cho biết số ca tử vong vì trị vi 19 ở nước này đã tăng thêm 168 ca lên 631 ca, mức tăng lớn nhất kể từ khi Ý ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên. Theo Reuters, tổng số trị vi ở nước này đã tăng lên 10.149 ca trong ngày 10 tháng 3 so với mức 9.172 ca ngày trước đó. Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Ý cho biết 1.004 người phục hồi và 877 người cần chăm sóc đặc biệt trong ngày 10 tháng 3 so với 724 ca phục hồi vào ngày trước là 733 ca chăm sóc đặc biệt của ngày trước đó. Hàn Quốc cũng tăng thêm 242 ca nhiễm mới, nâng tổng số trị vi 19 của Hàn Quốc lên 7.755. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Hàn Quốc, KCDC, Panama có ca tử vong đầu tiên do trị vi 19, Nhật Bản có thêm 59 ca nhiễm mới. Theo Reuters, Bộ Y tế Panama vừa xác nhận ca tử vong đầu tiên vì trị vi 19 ở nước này. Trong khi đó, Nhật Bản có thêm 59 ca mới, số ca nhiễm tăng nhiều nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát ở nước này. Tổng số ca nhiễm ở Nhật hiện nay là lên 1.278 ca, gồm 696 ca trên du thuyền Diamond Princess và 14 công dân trở về từ Trung Quốc đại lục và 19 ca tử vong, gồm 7 ca trên tàu Diamond Princess. Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận những ca trị vi 19 đầu tiên. Bộ trưởng Y tế Bolivia Alibo Cruz ngày 10 tháng 3 cho biết nước này đã ghi nhận 2 ca trị vi đầu tiên. Cùng ngày, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận trị vi 19 đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ sốt cao, ho và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện trong tình trạng ổn định và người nhà đang được theo dõi y tế, theo Reuters. Thời báo Times ngày 10 tháng 3 đưa tin bà Nadine Doria, Thứ trưởng Y tế Anh, được chẩn đoán mắc trị vi 19. Sau khi ngã bệnh hồi 6 tháng 3, bà Doria đã được cách ly và đang hồi phục. Từng tiếp xúc với hàng trăm người tại Quốc hội Anh hồi tuần trước và dự tiệc chiêu đãi với Thủ tướng Boris Johnson. Châu Âu cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm tránh bất ổn kinh tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10 tháng 3 nói rằng
Các lãnh đạo của EU đã đồng ý thực hiện mọi biện pháp nhằm tránh bất ổn tài chính và kinh tế có thể gây ra bởi sự bùng phát của trị vi-19. Ông Macron đưa ra phát biểu này sau một cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo của EU khác. Mỹ thừa nhận số quân nhân mắc trị vi-19 có thể cao hơn với những con số chính thức. Lầu Năm Góc ngày 10 tháng 3 thừa nhận số quân nhân và các cá nhân liên quan đến trị vi-19 có thể cao hơn con số chính thức, thông báo sau khi một quân nhân phục vụ tại Mỹ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hồi cuối tuần trước. Đây cũng là quân nhân thứ tư của Mỹ mắc trị vi-19 trên toàn cầu. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố trên là một ví dụ nữa về rủi ro sức khỏe đối với quân nhân Mỹ, ngay cả khi chính quyền của Washington đang cố gắng hạn chế sự lây nhiễm trị vi-19 trong hơn 1 triệu binh lính đang làm nhiệm vụ trên khắp thế giới, bao gồm các binh sĩ đóng quân ở các nước đang có ổ dịch lớn như Ý và Hàn Quốc. Trong diễn biến liên quan, New York sẽ bắt đầu đóng cửa trường học, nhà thờ và các địa điểm tập trung đông người ở ngoại ô New Rochelle và thành phố trong 2 tuần để ngăn chặn trị vi-19 bùng phát tại địa phương. Dự kiến thời gian đóng cửa sẽ bắt đầu từ 12 đến ngày 25 tháng 3 sau hạt New Rochelle và hơn 100 ca trị vi-19 trong tổng số 173 ca tại bang New York. Mặt khác, Tổng thống Donald Trump ngày 10 tháng 3 nói rằng ông không cần phải xét nghiệm SARS-CoV-2 vì ông vẫn khỏe, không có bất kỳ triệu chứng nào và các bác sĩ vẫn đang theo sát tình hình sức khỏe của ông. Trước đó, trong số những người đi cùng với ông Trump trên chiếc iPod One ngày 10 tháng 3 có đại diện của Đảng Cộng hòa Matt Gaetz và người đã tuyên bố nhiều giờ sau đó ông sẽ tự cách ly và tham dự một hội nghị có một người dương tính với trị vi-19, theo Reuters. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và đặc biệt, hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và bấm vào hình quả chuông bên tay phải bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.